Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ông bà cha mà ơi, có ai mà đời thua ní tôi còn ngồi khấu những cái chiếc vỡ rách tan nát như ri. Nữa là tôi đang ở Mỹ nữa, một cái xứ thiên đàng, mà cái công việc hàng ngày của tôi là phải khấu vỡ rách. Càng nghĩ càng buồn tuổi cho cái thân phần liều yếu đào tớ ở xứ người. Chiều chiều trước bến vắng lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông. Chiều chiều má ơi má ni, rắn mà má chèo thuyền như rứa. Má ni con, rắn này mi ấy. Có khí mố mà con ho cái câu nữa tràm sụp phần dấn cao lên như rửa. Là má xuất hiện mà lương quá, mà lương về, mà làm giống như là bỗng má làm hết hôn á. Rắn mi ấy, mà nói con rồi, mà nhớ Huế ghê lắm. Mà ngày mố con cũng cá cái bài ni, mà nhớ quá mà không biết làm chi, mà chèo đò cái đợ nhớ rồi con ơi. Rắn mà qua Mỹ 3 năm rồi, đến bấy trừ vẫn chưa được về Huế. Nhớ Huế lắm. Con biết không, ngày xưa ở Huế mà là một người con gái rất là đẹp con à. Mà đứng giữa một cái nhóm nữ sinh đồng khảnh và một cái nhóm chờ bủa, mà đẹp nhất chờ đó con ơi. Ông bà cha mà ơi, tường là mà tối đẹp nhất giữa cái đám nữ sinh đồng khảnh, không ngờ là đẹp nhất giữa cái đám chờ bủa. Đẹp chỗ bố chả được, rắn mà đẹp hơn người ta là tao vui rồi. Con biết không, ngày xưa mà đẹp lắm, mỗi lần mà mà ra chờ á, thánh niên nhìn mà xong hẳn đọc cái bài thơ dễ thương lắm con ơi. Bài thơ chi? Huế mộng Huế mơ, Huế ngó lơ mất cái bộ. Bao nhiêu văn thơ ca ngợi Huế mà không ngâm. Mà ngâm chí cái câu bằng sỉ nhục Huế như rửa mà. Mà sỉ nhục chí, người ta đọc câu mô mà đọc lại câu nở. Hình như là người ta nhìn mặt mà dáng quả sao không đọc bài đó con ơi. Ôi cha, mà thôi đừng nhắc Huế mà buồn quá con ơi. Nhắc tới Huế là cái nước mặt cứ trao dấn ra buồn lắm. Rắn mà hôm nay buồn, hôm nay mà có hẹn về chỗ đông phải không? Đúng rồi, hẹn về chỗ đông. Hẹn về người yêu là phải vui lên, hưởng hở lên, có mô mà u rũ như rửa. Rắn mà vui được con, con tỉnh đi. Năm nay bé chư mà là hai mãi đầu tóc rồi, tóc bạc tóc đen đầy đủ hết rồi. Vậy mà bây giờ quyết định một cái chuyện là mê trái theo trái, là cái điều sỉ nhục đối với mà có nhiều không? Nhục lắm con ơi. Mà nói cho con nghe, cái chuyện mà mà đi về chủ đông ấy, thực sự ra là do cái hoàn cảnh nhà mình thôi. Tống thâm tâm mà cũng không muốn chia xa với con. Nhưng mà hôm nay á, mà gặp chủ đông á, mà xem hợp á, mà dọn về mà ở với chủ luôn nè. Ai chà, rắn mà không hợp. Con thấy chủ đông vừa dễ thương nè, hào hoa phóng nhã nè, có mố mà kéo kiệt như kiệt nhà mình. Thôi mi đừng nhắc cái thằng kiệt nhà nè. Càng nhắc ta càng tủi thân, ta càng buồn. Mi á, có mắt mà như đuôi. Bao nhiêu thằng Việt Kiều về không tròn, còn chỉ cái thằng kéo kiệt quá chừng đi. Hắn cưới mi xong, đứa mà con mình quá mị, suốt ngày hắn nhốt ở trong nhà. Tôi hỏi mi buồn tủi ghê lắm. Đôi lúc ấy, mà ở trong nhà mà cảm giác ấy, mà con mình như hai con chim quỷ mà bị nhốt ở trong lồng xóm con ơi. Tủi nhục ghê lắm.
mà có biệt mố nữa. Hồi tế mà về nữa hẳn cưới con, hẳn tảng con à. Hẳn ăn xài như rửa, xa xị lắm mà. Mà chừng quá tới bên ý rồi á, cái tảnh kéo kiệt hẳn mới loài ra nữa. Ôi cha, kéo kiệt mà đặt tên cáo sáng hỉ, Huỳnh Cáo Kiệt. Ôi cha, mà theo tao nghĩ ấy, là cái tên thằng ní á, là Huỳnh Kéo Kiệt. Măng lớn lên thằng nhục quá, thằng đội cái tên hẳn á. Mà mí ấy, lấy chồng người ta tròn cái giống cái tên cho hợp với nhau. Mí tên Huệ, lấy thằng Kiệt, Kiệt Huệ mà gặp nhau tàn mạng cô chí nữa. Nghèo rớt luôn tới. Mà càng nói con càng nghe ổn dột, mà đừng có nhắc anh Kiệt nữa. Có ai đời thuở mố mà còn mặc cái chiếc vỡ rách tà tới như rí mà khấu lại không đi. Con nói hẳn, mình ơi, rắn không mình không mua vợ mới. Hẳn nói con, vợ đi, đi ở trong giày, chỉ cần cái cô thôi. Con cái gót hẳn cả rách á, đi trong giày còn chà có ai thấy mố đó. Ôi cha mà ơi, chị vợ măng rạch tà tới mà tôi đeo vô thanh gắn tay được luôn đi. Anh ổng tay ảo được mà hẳn vẫn còn xài không nghĩ. Cha ơi, hẳn kéo kiệt quá con ơi. Mi rảnh không? Chị rửa. Mi vô trong tủ mi lục xem. Có chi? Những cái thứ mi kiểm tra, những cái thứ mà hẳn mặc ở trong người mà không ai thấy á, mi kiểm tra có hẳn lùng hay chưa, mi máy cho hẳn luôn đi. Mà hay quá. Mới đêm hôm qua đi, con thực thâu đêm suốt sáng mấy cho hẳn bậy cái quần trống. Mà cái quần mố hẳn cũng rách tan nát ta tới như rửa. Cha mà ơi, bậy cái quần trống mà từ cái thời mà quá mì mà giặt cho hẳn mà thấy cái màu nó ngạ quá chảo lòng rồi mà đến bấy chừng hẳn vẫn còn sai. Kéo kiệt quá đi con ơi. Thôi mi nhặt cái chuyện đi, tao nhớ cái chuyện kia. Mi biết không, cái đĩa giấy mà hẳn mua về á, nguyên tắc người ta xài một lần rồi quăng. Hẳn nói mà, mà ơi, xài xong rồi rửa đi, xài cái mố mà cánh đĩa hẳn lụng á rồi mới quăng đi. Mi thấy kéo kiệt quá đáng không? Rồi hẳn cánh tao mỗi lần mà thấy tao đọc báo chỗ mố hẳn đi theo hẳn rình hẳn tắt điền mí ơi. Rồi cái chuyện ní còn khủng khiếp hơn nữa con ơi. Chuyện gì mà khủng khiếp như rứa? Khủng khiếp lắm. Con biết không, mỗi lần mà hẳn thấy mà đi tiệu chỗ mố, hẳn rình. Hẳn rình mà đi tiệu? Không, hẳn không rình đi tiệu. Hẳn thấy má đi tiệu á, mà má muốn gạt nước á, hẳn nói má ơi đừng gạt, đời ba người đi một lần gạt cái đờ tổn nữa. Thấy hẳn quá đáng không? Kéo kiệt quá. Tao mà biết quá đấy khổ như rí, tao ở Việt Nam cho rồi. Thôi, ngày ấy mưa rồi, ngày ấy mưa rồi, cho tôi trở lại một ngày ấy thôi, cho tôi trở lại ngày ấy cho rồi. Mi thấy chưa, buồn lắm. Thôi mà đừng cần ngày ấy chi nữa. Bí chư mà đi qua mà gặp chủ Đông đi, mà mày thấy hợp á, giòn quá ở với chủ Đông. Chứ ngày mố mạng chi chiệt lá mặn con như rửa, thiệt con buồn như rửa. Mi buồn chi? Mi nói tao mi nhìn lại mi đi. Mà nói cho con nghe, cái chuyện hôm nay con gặp thằng Kiệt ấy, con quyết định đi. Nói chuyện cho xong với hẳn rồi lý gì đi cũng được con ạ. Ni cực khổ quá. Tao nói mi nghe, bây giờ mi qua đây 3 năm rồi, giấy tờ đầy đủ rồi, không sợ bị trục xuất về Việt Nam nữa. Lý gì xong con ăn tiền quéo phê mà ăn tiền bệnh. Hai mà con mình sống khỏe ré như con bò kéo xe con ơi. Mà làm như rửa hằng vô hầu lắm. Mà để từ từ con tỉnh nghe mà. Tỉnh chi mà tỉnh? Quá mị 3 năm nay rồi. Ăn không cho ăn, mặc không cho mặc, chơi không cho chơi. Tao hỏi mi quá mị 3 năm hẳn không mua sắm cho tao bồ đồ chi hết. Đến nội mà tao đi chơi cũng mặc áo dài, đi chờ cùng mặc áo dài, đi ngủ cùng mặc áo dài. Ai nhìn tao cứ tưởng tao là cái thứ hoàng đế sáng trọng chí. Có biết chí, ngoài bộ áo dài ní tôi không còn một bồ đồ chí hết. Chặt nhẹ bí chừ tao đi chơi tao cởi truông ấy. Mi thấy nhục chưa? Con ơi, hôm nay hẳn về con phải vùng lên cho mà. Vùng lên một lần cho đảng con ơi. Hẳn về rồi. Con đời mà tỉ hỉ. Mà quá mà sự hẳn không đẹp, không ăn tiền con hỉ. Mi mới về hỉ. Dạ. Măng răng mà mi lại như rửa. Măng răng răng rửa, răng răng rửa. Răng rửa rửa răng, răng rửa răng.
gì vậy trời? Má ơi, con tắm rửa đánh răng hôm kia rồi. Mới phải ăn tiệc kiềm chưa? Rửa răng phải tắm mà từ hôm kia tới hôm nay chưa rửa lại đó, mới thấy chưa? À không, cái ý má nói á. Nói gì? Mừng răng, răng rửa, răng răng rửa, răng rửa, rửa răng, mà đau răng. Trời. Có tiền mà đi chậm răng con. Trời ơi, gặp mặt là hối tiền à. Mà đi. Răng mà hèn như rửa. Trời ơi, sao không nói không thực hiện à. Mà nói một đường mà làm một nẹo con ơi. Để rồi cho con. Cái mặt thằng Ní ngặn hạt ảm quá mà không nói được. Mình làm răng mà đang làm về sớm rửa mình mệt không? Ngồi xuống nghỉ mệt đi mình. Trời đất ơi, ở nhà tôi đi làm cực khổ, nhà không có dọn dẹp, ghế bụi vậy sao tôi ngồi? Xin lỗi mình, từ sáng chờ em lo khâu mấy cái vợ rạch cho mình á. Em chưa kịp lau nhà, chờ em chút nghe. Cái gì vậy, cái gì vậy? Thì em chùi ghế cho mình ngồi. Chùi ghế bằng cái này hả? Chưa bằng em có biết cái này là cái gì không? Cái này là cái khăn ông cố nội để lại cho anh 30 năm rồi. Giặt anh còn nhấm giặt sợ mòn mà. Em lấy em chùi ghế, để lại cho anh, để lại cho cũ cho anh. Mía, mía biết hẳn tiết kiệm. Cái khăn này 30 năm hẳn chưa giảm sử dụng. Mà mía giảm sai của hẳn, mòn hả con trắng? Con mà xin lỗi con, con Huề này nó hầu đầu quả con ơi. Để mà chui ghẻ cho con sạch hơn kiểu khả con dạ. Nghĩ má làm cái gì vậy? Thực ra mà sờ mòn khắn con, mà làm mòn móng mã cho vừa lòng con nghĩ. Trời đất ơi, thôi được rồi, mình đừng có giận nữa. Biết chưa nè, đi làm về mệt. Mình mệt chỗ mố, mình mỏi chỗ mố, em bóp chỗ nở cho mình. Anh mỏi phần dưới. Quỷ nè, mà ở đây mỏi phần dưới tội đi. Mỏi hai cái chân nè bà, ham lắm. Con ơi. Dạ. Con ní phần dưới cho mã phần trên đi con. Trời ơi. Không, cái ý mã là như thế này. Con Huề là con mã, hẳn nhiều việc quá. Thằng mấy cái vợ mằng lôi con mặt rồi, sáng sẻ công việc cho mà bỏ cái phân vai. Dạ dạ, cảm ơn má. Mí nè, mí coi nè, hôm nay mà tao trả thù hẳn mà không đẹp không ăn tiền, mí hiểu không? Tránh thực. Má làm gì vậy? Mà gạt gầu, đầu gầu nhiều quá không ơi. À, nó bị gầu hả? Đúng rồi. Được rồi, để con đi chợ 99 sen mua tặng má một chai rồi chị gầu. Thôi con, cảm ơn con. Con mua cái dâu 99 sen á, mà gồi xong 99 giấy rung hệ tóc mà con ơi. Cảm ơn mi, thôi được rồi, để tao mặt xa cho mi. Dạ. Mà nó chả kéo kiệt mi. Kéo kiệt mi chỉ được. Trời ơi má. Má má xa, má giọng cái đầu con vậy. Cả hai. Hả? Không, không, không. Mà làm hai kiệt cho con đã. Thôi, 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 khỏi, 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 cảm ơn. Không có sai gì trơn á. Bữa nay á, con về sớm là có chuyện rất là quan trọng và vui báo cho hai người biết. Con thấy chưa, trời Phật có mặt rồi. Hôm nay em chưa ngần cho tiền mà con mình đi chơi con ơi. Có tin vui rồi, có tin vui. Con đọc báo á, thấy ở chợ Đồng Nai bán sale giấy đi cầu, mà mỗi người mua được có 4 cuộn thôi. Nhà mình 3 người mua được tới 12 cuộn lận. Ủa sao vậy? Sai sập, sai sập. Gì má? Sấm soạn hết rồi mình ơi. Cái gì sấm soạn? Tôi tưởng hẳn cho tôi ăn cái chí cuối cùng hẳn rượu mua giấy đi cầu. Trời ơi mô Phật con ơi, lại đây mà nói con nghe nè. Dạ. Nhà mình ấy nhiều thứ cần mua lắm không mua. Răng mà dậy đi câu con một tụ mua một chiếc con. Má ơi, cái thứ này mình xài cả đời mà. Hễ mà nó bán sale là tranh thủ mua liền. Cha mà ơi, bỏ tay rồi. Mình đi. Ôi da. Cái quy luật của hẳn á, là có vô hẳn mới có ra. Biết chứ, nhà hết đồ ăn rồi, em vậy mà không có cái chí vô bùng. Lấy kỳ chí ra mà xài dậy đi cầu của mình. Nhà hết đồ ăn rồi, mình cho tiền em đi chờ. Cái gì? Hết tiền hả? Mới đưa 20 đồng cách đây 2 tuần mà xài hết rồi hả? Mô Phật, hẳn đưa 20 đồng mà cách nấy 2 tuần rồi. Vì chỉ mỗi ngày mà con tôi đi chờ cả một đồng mấy thôi. Không đủ tiền mà mua cả hạt bạch nổ. Mà hẳn cái gì? Mô Phật, quỷ, quỷ chứ không phải người nữa rồi. Thôi được rồi, chờ chút. Mà hãy chưa, mỗi lần mà con vùng lên lặng thay đổi liền. Hẳn đổi ý rồi, hẳn đổi ý rồi. Cho mà con mình nhiều tiền con ơi. Mà mừng lắm, con cũng mừng như rửa mà. Cuộc sống mình ấy phải sung sướng con ơi.
mấy khi mà hằng mợ kẹt thì rướng đi đâu. Hôm nay mợ là chừng lấy cháu bảo cho mà con mình. Nấu rửa. Ừ, lấy cái chí rồi ha. Anh tránh ra má, tránh ra má, tránh ra má. Kì chí. Tránh ra, tránh ra. Kì chí. Còn có ai không, có ai không? Không. Không có ai, Nè. Đếm đủ 20 xong rồi để lại cho con. Trời ơi, tao tưởng mi lại kì chí. Cuối cùng mi lại ra toàn là cát. Hả? Trời đất, cái gì vậy? Má nói gì vậy? Ý của mà em là bạc cát. Tầm bậy, bạc lẻ. Đúng rồi. Tay răng mà mi lại toàn cái bạc lẻ ni. Dạ. Mà nói cho con nghe, cái thân phần của má là liệu yếu đào tớ. Mi nghĩ rằng mà ngày mô mà cũng đếm tiền tiền lẻ lẻ. Tiền lẻ của mi á. Dạ. Riếp cái tay mà trái sần, đi ra đường ai nhìn tay mà cũng tưởng mà chơi tà con. Ôi, thôi bây giờ đi đi, chúng tôi trễ người ta mua hết bây giờ. Đi, đi má. Tôi nói một lần cuối rồi. Tôi muốn ăn, tôi không muốn đi câu. Cái gì? Tôi khổ tâm quá. Má nói gì vậy? Ngày hôm nay tôi quyết định tôi nói chuyện một điều ra lẹ với anh. Chuyện gì? Mà con tôi chịu hết nội rồi. 3 năm đi, anh đưa mà con tôi qua đấy. Suốt ngày anh nhốt như ở trong tù á. Trời đất ơi, má nói gì con ác dữ vậy má? Con nhốt má trong tủ rồi nào? Trong tù, trong tù. Cái gì vậy? Ý mà em là tu tủng á. À, ngục tù đó hả? Trời đúng đất rồi. Ơi, má nói gì là quan cho con rồi. Con đâu có nhốt má trong nhà đâu nè. Má với vợ con hàng ngày cũng đi chợ mà. Mình không nhốt em trong nhà, nhưng mà biết chứ em về mà đi mua có phương tiện chi mà đi. Mỗi lần mà chờ sẽ biết á, chờ một ngán nè. Đi chờ mình, chờ gần mình không cho đi, mình bắt đi chờ xa. Mỗi lần đi chờ đi 4-5 chuyến sẽ bệt mà tới nơi. Đền chi rửa, mua một bọ rau rè hơn 25 sen. Tôi nói anh nghe, người ta qua Mỹ, người ta phải biết tiếng Mỹ, tiếng Anh. 3 năm đi anh đâu có cho má con tôi học cái tiếng chí mô. Người ta qua Mỹ, người ta nghe tiếng Mỹ, người ta hạnh diện. Tôi nghe tiếng Mỹ như tiếng bom, tiếng đàn, tiếng súng, tôi sợ lắm anh biết không? Mỗi lần mà có ai mà điện thoại tới mà nói tiếng Mỹ, tôi lật đật, tôi cúp phố liền. Má ơi, mày mốt mới đừng có cúp vậy, bất lịch sự lắm. Con chỉ mới nha, mày mốt Mỹ mà gọi tới mà nói 2 chữ là người ta cúp liền. Chữ chi? Wrong number. Một phần. Wrong number. Tiền Anh không cho học, lái xe cũng không cho học. Ờ Mỹ mà không biết lái xe như cuộc hái cái chân à. Mà tôi nói ông nghe, tôi đang ở Mỹ mà tôi ngỡ là tôi đang ở Mỹ Tho. Trời đất ơi, con nói cho má vậy là em nghe nè. Mình ở Cali đâu có cần học tiếng Anh. Ai cũng nói tiếng Việt hết trơn á, thấy không? Nè, từ văn phòng ngân hàng nè, bưu điện nè, cho tới cảnh sát, luật sư nè, thậm chí nhà hoàng cũng toàn nói tiếng Việt không à. Không tới anh làm cái gì, thấy không? Bỏ cái tiếng Anh đi. Biết chưa, tôi về mà qua đây 3 năm rồi mà không biết cái nhà hàng mô ở cái thành phố ni hết. 3 năm trời ông không có dừng mà con tôi đi ăn. Em nói vậy là trật rồi. Năm nào sinh nhật của má, anh cũng đãi má ăn bún bò Huế mà. Mô Phật, một năm hẳn cho tôi ăn còn một tô bún bò Huế mà bấy chư hẳn kẹ cống kìa. Trời ơi Phật ơi, bấy chư mà Phật hỏi con cái mùi bún bò Huế ra rắn, con nhớ con chết liền á. 1.5 năm nó chưa được ăn, khổ rửa đó. Má ơi, không phải là con tiếc tiền, nhưng mà ở nhà hàng ta nấu bột ngọt không à, má ăn vô đau bao tử chết á. Với lại giờ thời buổi kinh tế khó khăn, ông Obama mà còn thắt lưng buộc bụng kìa. Obama là cái thằng chí mà khổ rửa con. Trời ơi, tổng thống Mỹ đó má. Cha mà ơi, mi thấy chưa, mi không cho tao học tiếng Anh nên tao không biết Obama là tổng thống. Mô Phật, con xin lỗi vì không biết tiếng Anh mà con kêu Obama bằng thằng. Trời sợ đó. Quá sợ quá, mệt quá. Tôi nói là tôi không đi nha. Thôi nhất quyết tôi không đi. Đi 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 mà. Đi đi đi, mô mà đi. Hello hello hello. Ủa sao Kiệt quen? Trời ơi, nghe cái tên dễ nghèo mẹ vậy đó hả? Mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Mời mấy người ngồi, 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 ngồi đi. Nhà đi của nha. Tôi đó. Ủa vậy hả? Thôi ngồi đại nha. Ủa anh Kiệt, bữa nay ông đi làm sao ông đưa ông Huệ với bác đi chơi vậy? Mỗi gia đình có một cuộc sống khác nhau hả? Vợ chồng tôi không có rảnh mà đi chơi cho cô. Ủa vậy hả? Rảnh chứ răng mà không rảnh. Mình không muốn em ra đường là vì mình không muốn em xài tiền. Chứ răng. Ta rảnh mi, ta rảnh lắm mi. Ủa vậy hả? Mà công nhận nha, bác với ông Huệ hay thiệt nha. Ở nhà giống như là ở trong tù vậy đó.
con á, mà ở gì thì chắc con chết quá à. Mà nhất là bác biết không, anh Kiệt biết không, em ngày nào mà em không xài tiền á là em chết, em bệnh đó. Ủa sao không ai phản ứng gì trơn trọi với ta? Con ơi, qua đi đi, bác nói chuyện về con. Mày tránh ra, tránh ra, tránh ra cho tôi ngồi. Mà cả nhà không nói, con tưởng cả nhà bị cầm. Dạ. Bác nói con nghe. Dạ. Có người ta có sổ hết con ơi. Con ở Việt Nam con có sổ, bây trừ qua Mỹ con cũng có sổ. Đúng. Đến bây trừ bác mới phát hiện ra. Ngày hôm nay bác mới biết con một trời, con bác một vực. Con đẻ bọc điều, con bác đẻ bọc ni lông chắc con ơi. Trời ơi Huệ, mày đẻ bọc ni lông mà tới bây giờ tao mới biết. Tao xin lỗi, tội nghiệp quá hả, tội nghiệp. Tội nghiệp. Trời ơi, tội nghiệp mà. Có duyên quá. Thôi bọc ni lông, bọc điều, bọc rác gì cũng được. Chủ yếu của tao qua đây là đó, coi đi. Mí mời muốn cái bọc mới đi, phải không? Ừ, nói chung là nhiều khi cuộc sống không biết sao phải nói ông xã tôi đó. Mày biết không, tao là bóp tủ mấy con ơi cách. Con dạ. Con ơi, con vuông tay nhẹ nhẹ. Tay mà đeo hột xoàn nhiều quả bụng bụng á, vỗ trong mặt bạc, mu mặt bạc luôn đó con. Con quên rồi. Bác biết không, ông xã tao thì biết không, coi như là tủ mấy chục cái, coi như hiệu gì tao cũng có rồi. Nhưng mà ảnh thấy design nào mới ra là ảnh kêu tao cái này nè, trời ảnh mua cho tao đó, cho nên tao phải chiều chồng tao. Anh Kiệt biết không, chiều chồng em sai đó. Bợp ni đẹp là mi tao ngượng mồm, mi cho tao cầm thử nghe. Cầm đi, thoải mái bác. Ủa, chơi. Mừng răng rửa. Trời ơi, răng rửa nữa. Thằng nặng mà, nặng quá. Trời ơi, da không mà cái gì đâu mà nặng. Ờ mà đúng rồi, nặng là phải rồi, mày biết không, cái này 40 ngàn. 40 ngàn. Dạ mà ơi. Đúng rồi. 40 ngàn. Dạ. Chứ mà sạch thử con. Thả cái sách thoải không mái biết cái đời tôi mà chạy xuống mô á. Không biết được, có cái quái mới cầm uống đi. Cá mờ ơi, sao con đi sướng quá đấy. Trời ơi, sao cái này lạ quá vậy. Con đi biết bao nhiêu tiệm, con chưa có thấy một cái bóp nào mà khủng hoảng, mà là khủng khiếp như cái bóp này vậy nè. Con ơi con. Dạ. Cái bóp con bằng hiệu ấy. Dạ. Bằng da, con muốn quăng kiểu chi cũng được. Cái bóp ní á, là vô bằng mấy cái lạ, con quăng mạnh tay thằng gậy á con ơi. Ủa gì hả? Nhưng mà sao con thấy nó nặng, ở trong nó nặng quá, không biết cái gì trong này mà nặng dữ vậy nè. Trời đất ơi. Trời ơi bác ơi, giờ này mà đi ra đường bác con xài ba cái tiền cắt này nổ. Trời ơi kỳ quá. Con biết không, con rệ bác ấy, mỗi lần bác đi đâu chơi á, hắn lấy cho bác một bùm tiền tiền lẻ á. Hắn nói á, mà tiêu xài cho thoải mái đó con ơi. Trời ơi anh Kiệt kỳ quá à. Nói anh Kiệt nghe nè, giờ này mà anh còn để cho đàn bà con gái ra đường xách ba cái tiền đó kỳ quá à. Sách tiền nè, gì? Đang, tiêu rồi, mất tiêu rồi, nãy đi chợ. Nè đó thấy không? Anh thấy cái gì không? Đó, bác thấy không? Cái chiếc thẻ bài đó. Credit card. Trời, ông xã con bỏ mấy trăm ngàn, cả trăm ngàn trong đó. Con muốn mua gì con mua thoải mái phải không? Mua riết rồi con không biết mua gì, cho nên con mua cái áo lông này nè. Đó, thấy không? Lông nhiều quá ha. Đó, cho nên bác thấy không? Đó. Con ơi con. Dạ. Cá ly hẳn nóng nực lắm. Con mua cái áo này nhiều lông quả, mặt ngợp đè con trẻ chặt đó con ơi. Ờ ha, trời ơi, cảm ơn bác nha. Nhờ bác nói á, nãy giờ con vô đây con cảm thấy con nực nội mà con bực bội quá, con không biết làm gì. Thôi bây giờ con phải cởi cái áo này ra mới được. Đúng rồi, đúng rồi, cởi ra đi con. Con nhận nha, cởi cái áo 7.500 ra nó khỏe gì đâu vậy đó. Con ơi con. Dạ. Chồng con á hẳn làm bao nhiêu tiền một tháng mà con tiêu xài xa xị dự rửa? Chồng hẳn á làm lương như anh Kiệt nhà mình thôi, hôm bữa trước con nói rồi. Rửa à? Trời bác ơi, con nói bác nghe nè. Con đâu cần biết là chồng con làm nhiều tiền đâu. Con chỉ biết lấy chồng già với lại phải chiều chuộng con, phải cho tiền con xài phải không? Đâu con với Huệ mà lấy ai không được, đâu cần phải lấy già người già giống như là anh Kiệt vậy nè bác. Chồng con già là già hơn con nhiêu tuổi con? Thì ảnh già rồi, già bằng anh Kiệt vậy nè. Già mà coi như là trời ơi, tóc bạc mà đầu hói vậy đó. Cái gì? Già gì đó. Nói cái gì? Ui vậy mà già hả? Đó. Trời đất ơi, thấy chưa? Anh đứng lên anh đi lụ khụ. Ế mày, chồng mày già ăn chồng tao. Thôi. Bữa nay cô qua không đúng lúc rồi. Gia đình tôi sắp có chuyện phải đi gấp rồi. Đi đi má, đi lẹ lẹ trễ giờ. Tôi nói anh một lần nữa, tôi không muốn mua giày đi đâu. Má ngồi đi chơi đi con. Trời tiếp tục đi con.
Bác ơi, đi qua Mỹ mà giờ này bác còn xài cái chữ gì đi cầu kỳ lắm. Bác phải nói là đi toilet hay là restroom, biết không? Trời, bác nói tiếng Anh. Bác nói con nghe, qua Mỹ 3 năm đi rồi, rệ hẳn đâu có đi học tiếng Anh đâu mà biết. Trời, để con qua con dạy cho. Rồi mới biết tiếng Anh ha. Trời ơi, sao không biết, biết. Trời ơi, con biết tiếng Anh luôn hả? Trời ơi, nói cho nghe nè, ông xã con nói chung là ảnh bỏ cho con 100.000 luôn. Ảnh làm cho con nguyên một cái dàn âm thanh coi bằng cực kỳ hay. Ảnh kêu là Home Entertainment. Bác biết không, con chỉ luyện tiếng Anh không mà bây giờ tiếng Anh con bơ phịch luôn. Ủa. Đó, bây giờ con ca cho bác nghe nè. Oh my love. Trời ơi, cái chữ love hằng ngay con ơi, hay ghê. Oh my darling, I'm hungry for jello. Còn jello hay quá con ơi. Are you still my need jello? Trời, con ơi con, mỗi lần mà con hát cái chữ chéo lúa, con hát tới đâu là lóng tóc bạc bằng dừng lên tại nợ con ơi. Dừng là đúng rồi, trời ơi tiếng Anh quá hay luôn mà. Lớp mà đổi thành treo lô luôn á. Thấy chưa? Tình yêu mà đưa thành rau câu luôn. Thấy chưa, bắt phiêu rồi đó. Con qua con dạy bác. Con ơi con, bác cũng muốn đi học tiếng Anh ghê lắm. Nhưng mà cái phương tiền không có mà đi con ơi, không có xe. Trời, bác đừng có lo, mày đừng có lo. Ông xã tao đó mua cho tao nguyên một chiếc xe Mercedes convertible 2 chỗ. Biết không, con sẽ qua con chở bác với Huệ qua nhà con. À mày thấy nếu mà 2 chỗ, con chở bác qua rồi không lẽ con Huệ nó leo lên lóc nó ngồi. À, thì thôi bây giờ đi con chở bác xong rồi con qua con chở Huệ vậy đi ha. Thôi bây giờ con về, em về nha anh Kiệt. Chủ yếu con qua đây là tại vì mỗi lần con có đồ mới đó, con mua đồ mới con phải khoe. Mà nếu con không khoe con thấy khó chịu lắm. Bây giờ con khoe xong rồi con về nhé, về nhé anh Kiệt. Vui quá. Dùng cái đi trời ơi, lại. Vui quá hả? Cảm ơn, về đi. Dễ thương con. Qua nó tầm 7, tầm 3 không à. Bây giờ nó không có đi. Ý, quên, trời ơi, quên. Chí được con, chí được. Trời ơi, tao á biết có một cái nhà hàng trên đường Bô Sa á, nó bán đồ Huế rất là ngon luôn. Anh Kiệt nhớ chở anh Huệ với bác đi ăn nha. Còn em á, bây giờ em về em kêu ông xã con chở con đi một cái nhà hàng mắc tiền hơn, ăn đồ hải sản mà gọi như bào ngư di cá. Mà đặc biệt anh Kiệt biết không, em mới làm móng tay nè, ông xã em sẽ lột tôm hùm cho em ăn luôn đó. Đi về nha, trời ơi, có chồng già sướng quá. Ê con đi, con đi hàng xưởng với bà Tiên con ơi. Tiên cái gì, Tiên thì có, trở lại được nè. Trời con quên. Quên lông, trời ơi. Cái gì? Áo lông. Dạ, áo lông, lỡ 7.500 đây không biết ba người đâu biết ai lấy được phải không? Kỳ quá, về nha, bye bye nha. Bye. Trời đất. Ê, cái lần đầu tiên có thấy hẳn cũng dễ thương. Mà từ lúc hẳn vô nói quên lông ấy, sờ ba người không biết ai lấy á, tao thấy hẳn vô hầu con ơi. Con đi không được ơi. Hồi trời cũng dễ thương, từ khi mà hẳn có tiền hẳn độ khùng ra nữa. Khùng mà đúng. Ôi rồi dạ. Vô nói là mất gì giờ. Thôi đi má, trễ giờ rồi, hết bây giờ. Xin lỗi anh, tôi không có rành, tôi hèn với trai rồi. Anh Đông à, qua đoạn sau đi chơi nha. Trời ơi, nhà ngột ngạt quá Đông ơi. Biết không, cái thằng rể ấy, ngày mốt hẳn về hẳn rụng mua giấy đi cầu ấy, mệt quá nè, khổ lắm. Dạ, con lại đây mà nói con nghe. Chí mà mía, ngày nay sướng hay khổ là do con quyết định. Con phải vùng lên nha, cho mà con vùng lên, thật sự vùng lên. Trời ơi, má ơi, má ơi, má ơi, chết con, trời ơi. Chí nữa, tày cái sàn nhà con hết. Cha mà ơi, tôi xin lỗi anh. Vô tình á, tôi dầm mạnh mà làm trầy cái sàn nhà anh. Thôi tôi đi kiểu khác cho anh vừa lòng hí. Đó, đi kiểu ni mới vừa lòng chưa, không xây sàn nhà mới đâu. Đó, thuở đời ni có ai vừa mặc áo dài mà vừa bay như tố ngồ không như túi bóng trời. Cái khổ tấm quá, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Quá đi, tới sáng mới tới. Thôi, không có má cũng sao. Anh với em mua 8 cuộn còn hơn không, đi. Tôi không còn đi mua hết. Ông ngồi xuống đây cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Chuyện gì nữa? Hết giờ rồi. Tôi nói thiệt với ông nghe. Tôi nhìn chồng con giàu đối xử với hẳn à, tôi chạy được miệng.
mà khi tôi nhìn ngược lại ông á, tôi chảy nước mắt á. Qua tới bên đi, 3 năm trời tôi không biết cái chỗ mô hết. Ăn ở nhà thì ông tỉnh từng đồng từng cắt, rồi còn nữa, đi chờ không cho cái mua cái chi hết trơn. Trời đất ơi, em nghe đi, em bình tĩnh nghe anh nói nè, thấy không? Anh cưới em á, đưa em qua đây đâu phải một mình em đâu. Anh còn lãnh thêm má qua nữa. Mà bên này á, thêm một người là thêm bao nhiêu cái nặng em biết không? Tốn tủ thứ hết trơn á. Nè, thêm cái giường nè, thêm cái tủ nè, thêm cái chén, thêm cái đũa nè. Vậy đi cầu đó, anh với em xài một tháng mới hết một cuộn. Còn có má, mới 3 tuần hết à. Không biết bà chùi gì, chùi dữ không biết. Ông nè, còn cái dậy đi cầu thôi, ông tỉnh như rửa. Có người ông á, kỵ như rửa, ở độc thân đi, cởi vờ làm chi. Bấy trừ tôi mới hiểu, tài rắn mà vờ cụ ông ly gì vậy ông. Còn đi chờ, cho có 20 đồng 2 tuần, mà không cho tiền dậy, cho một nhụm tiền lẻ. Tôi khiêng ra chờ, tôi lượn không nổi là vì ông. Khiêng tới khiêng lui có 20 đồng trong người, không biết mua cái chi hết trơn. Tôi mới nghĩ tới mỗi 2 tuần 2 mà con ăn 25 bao gạo và 1 hũ mắm ruốc. Ngày mốt ruốc, sáng ruốc, trưa ruốc, chiều ruốc, tối ruốc. Tôi ăn riết mà tôi nhớ là 1 con ruốc. Bây giờ em muốn sao? Mình chia tay. Cái gì? Có chuyện nhỏ xíu rồi mà đòi chia tay hả? Mà tôi nói ông nghe, tôi vì ông mà chia tay á, là ông sẽ vô cùng ân hận. Ông ân hận không vì ông tiếc tôi, mà là vì ông tiếc của. Tôi nói ông nghe nha, tôi hỏi luật sư rồi, hệ mà ly gì á, là tài sản chia hai. Căn nhà đi ông bạn chia hai cho tôi, cái xe ông chia hai, cái muông, cái đũa, mà tới cái thử mà ông quỷ giả nhất là cái giấy đi cầu chia hai luôn. Luật sư là số bậy vậy. Cái nữa là điều hiển nhiên thôi, vợ đâu không công về làm cho ông. Muốn lấy lấy, muốn bỏ bỏ. Bởi vì tao nói luật pháp cái xứ này nhiều khi cũng cày chớn lắm. Xứ tự do mà toàn là bất công với đàn ông không à. Nè, là vì cái xã hội đi có những người kéo kiệt như ông, cho nên á, luật pháp mới bảo vệ những người phụ nữ liều yếu đào tớ như tôi. Tôi nói thiệt với ông nghe, chồng con giàu, làm tiền như ông, già như ông, mà không, ông già hơn, mà chồng hẳn ló đù cho hẳn. Còn ông nghe, ông không còn lo đù cho tôi. Tôi không lo đủ cho bà làm sao bà đứng đây hả? Bà tưởng tôi khỏe lắm hay sao? Thiệt á, bà với má tối ngày cứ cằn nhằn tôi hoài à. Thấy không, tôi là người rộng lượng quá mà. Lúc nào cũng nói tôi keo kiệt hết trơn á. Bực mình. Alo. À, bà hả? À sao? Cái gì? Con Dung nó bỏ học hả? Trời đất ơi, nó còn 1 năm nữa sao không ráng học thêm? Bà nói cái gì? Nó bỏ nhà đi theo thằng kép mới hả? Trời đất ơi, sao? Nó đi rồi hả? Răng mà mình buồn rửa, iPhone cho mình rửa. Bà xã cũ của anh. Mà đi chơi về chủ đống mà phải sợ rửa. Ôi cha, sợ rửa. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa con ơi. Tượng cha đống ra sao? Tè hơn cha kiệt nhà ni. Dạ. Ăn rượu qua mà đi ăn cái dĩa bánh bèo. Ăn xong hết có 20 đồng thôi. Bồi bàn hắn đưa tiền. Cha đống nhìn mà một ánh mắt trìu mến. Em ơi, mình chơi theo kiểu Mỹ nha. Ai ăn người nợ trả tiền. Trời ơi, tao tức lắm ý. Tao đứng dậy, tao lấy cái chiếc guốc tao dồn vô trong mặt hắn. Nhưng mà nghĩ cái thân phần mình mặc áo dài, nên mình phải é lệ ngồi xuống nuốt hết cái đĩa bánh bèo con ơi. Ôi cha. Rồi cái ý định mà chủ đông rượu mà sáng ở chung, hôm nay có dự rửa không? Dễ gì không? Hắn yêu thương chi mà. Hắn rượu quá để xe phòng ở chung thôi. Cái cha rửa. Khi mà ăn xong hắn đưa hết giấy tờ, tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Hắn nói em ơi quá rồi mình ở chung, mình nấu nướng chung rồi xe phòng cho vui. Ôi trời cha. Cha mà ơi, mà ngu chi mà quá nở mà ở con. Mà ở cho mà lộ hắn lời á con. Mà con có chi mô mà lộ. Sao mà không lộ? Mà lộ là lộ thì chi. Sao không lộ? Tao qua
tao lấy một cái sạc đẹp như ni. Tao qua tao phục vụ, tao nấu ăn, tao hầu hà hẳn. Còn cái chuyện hẳn lời lặng lời cái chi? Hẳn vừa được ăn uống, vừa được xé phòng, vừa được ngủ chung với một cô gái đẹp như tao. Có gì nói? Sao mỗi lần cứ nói tôi đẹp là người ta buồn nôn muốn hỏi là rắn. Mi biết không? Rồi hẳn còn nói em ơi, thời buổi kinh tế khó khăn, bấy chưa tiết kiệm là tốt nhất em ơi. Tao giận quá, tao đứng dậy, tao sắn gạo dài tao lên, tao cột cái ta lên, tao xị vô mặt hẳn. Tao nói anh là trứng mà anh cứ tưởng anh là vịt, dinh nịch hẳn khác, dây thừng gừng hẳn khác, nhân sâm rau răm khác, vàng lá hà bả khác, trù vương thương khác, ghẹt bò chẹt khác, bò cạp xe đạp khác, xe hơi dân chơi khác, dân sành điều. Anh là cái thử lá úa trôi sông mà anh tưởng anh là tàu Titanic, anh là cục đường chạy loài bá mà anh tưởng anh là cục số cố lá loài một. Tôi nói anh nghe, anh nói tiết kiệm là tốt, tiết kiệm có nghĩa là trùm sò có nghĩa là bùn xin có nghĩa là keo kiệt là anh bị liệt luôn cho rồi. Trường sống hẳn ngà hẳn liệt như cái thằng kiệt nhà ní con ơi. Thôi đủ rồi, hai người đừng có nói gì hết trơn á. Bao nhiêu năm nay hai người có nghĩ con là người keo kiệt hả? Con không phải như vậy đâu. Anh nói cho em biết, 3 năm nay đó anh xê vinh từng đồng từng cắt á là để giúp cho con Dung, con ruột của anh. Nó ở với má nó, nhưng mà mỗi tháng á, anh phải trả tiền học phí, tiền sách vở cho nó. Lương anh á, một năm á, hơn 50 ngàn thôi. Mà phần con Dung là hết 20 rồi. Ủa? Hẳn ơ, vậy mà hẳn thì mà hẳn lo, việc chi mi lo. Má đâu có đi làm đâu, làm gì có tiền lo cho nó má. Con nói má nghe nè, con quan niệm á là bất cứ trường hợp nào hãy cha mẹ đi vậy là cũng có lỗi với con cái, không ít thì nhiều. Con cũng có cái mặc cảm đó vậy, cho nên sau khi đi vậy đó con cố gắng bù đắp làm tròn bổn phận người cha đối với con mình. Nhưng mà bữa nay con biết được nó bỏ học rồi, nó còn bỏ nhà theo thằng kép mới của nó nữa. Má nó khuyên cách mấy nó cũng không nghe. Má biết không, nó bỏ học là lỗi của nó. Bao nhiêu năm nay con cắn răng không nói cái điều này với má, vợ con biết. Con có nỗi khổ, con sợ nói ra thì hai người lo lắng. Nhưng mà bữa nay con nghĩ con cắn răng hết nổi rồi. Cắn quá có thể bể mấy cái răng bọc của con. Con quyết định kể từ ngày hôm nay gia đình mình xài thoải mái, không phải tiết kiệm nữa. Chị Chí xài thoải mái con ơi, mừng quá, đổi đời rồi, đổi đời. Đổi đời rồi. Đổi đời rồi. Mình đi mà 3 năm ni có nỗi khổ không nói cho em biết để cho em hiểu là mình, em xin lỗi mình nghe. Sao em con ơi nghe mà cũng xin lỗi con. 3 năm ni trong đầu mã là mà thấy con buồn xin mà ghét con lắm, nhưng mà ngày hôm ni mà hiểu con rồi mà xin lỗi con nghĩ à. Mà chồng con mà quên mà cứ tưởng nấy có cái ghế mà tính ngồi cho em mong. Mà xin lỗi con nghĩ. Ôi, mà con biết không. Dạ. Trời ơi, hôm nay kỷ niệm cái ngày này vui. Gia đình mình được tiêu xài xa xỉ. Mình đi ăn nhà hàng đi con. Dạ, má muốn ăn lâu, gì con cho ăn cái đó. Lâu quá con ăn bụng bò, nhớ bụng bò quá. Cho ăn phở đi con. Thôi, cái đó mà. Bi chư nghe, mình dần em về mà đi ăn nhà hàng năm sau đi. Được. Bữa hôm đi là thứ sáu rồi. Mình gọi ra mình đặt chỗ đi, không là không có chỗ ngồi mới đó. Đúng rồi. Đừng có lo, con làm cái nhà hàng này ông chủ không biết con mà, thấy con tới là ông cho bàn liền. Nhà hàng mốt. Cái nhà hàng này rất là đẹp, sang trọng. Chỗ múa rửa con, chỗ múa rửa. Mắt bà nô. Trời ơi, giang sơn dệ đột bạc chất khó dời. Kéo bằng hoàng kéo.
đây chi vậy? Hôm nay là ngày day off của ta mà. Off off có gì phải đi mua đi bán đi, lẹ lên. Trời ơi, coi kìa, tôi ra đường thấy chồng con người ta tôi phát ham, còn chồng mình là suốt ngày cứ dày dày dày, bần ăn gì được. Đi đi lẹ lên. Bán rồi có ma nào nó mua đâu. Đó, thấy chưa, tôi đã dạy bao nhiêu lần rồi, buôn bán là phải có mánh khóe biết không? Sao phu nhân biết tao không có mánh khóe? Đâu đâu, tôi coi coi. On sale 50%. Trời ơi. Buy one get one free, cũng có ma nào mua đó. Thôi được rồi, dậy đi nè, đó. Để đi đi đó, rồi đi buôn đi bán cho tôi lẹ lên. À mà đâu. Cái gì? Chứ giờ làm sao ta bỏ được cái nghề bán bánh bao này nè. Chứ sao? Vì đây là cái nghề gia truyền của nhà ta mà. Từ thời bà cố nội ta đến thời thân mẫu ta, ai chết cũng đòi chôn theo một cặp bánh bao ấy. Nói sao thừa quá. Ai chết mà không chôn theo cặp bánh bao. Bây giờ đi đi. Thôi được rồi, ta sẽ đi. Ừ. Nhưng mà nàng nghe ta dặn nè. Sao? Trưa nay đó, em ta là võ tòng. À. Thế từ kinh đô về đây thăm ta. Nàng nhớ làm cho ta một bữa nhậu. Cái gì? Khoan khoan đã. Võ tòng hả? Đúng. Trai hay gái vậy? Trai. Trai hả? À. Nhưng mà nó có tật giống chàng không? Có. Trời ơi, gia đình gì mà vô phước dữ vậy trời. Rồi ta gù lưng, còn nó gù gái. Thế nó gặp gái đẹp nó gù. Cái đó mà tật cái gì, cái đó ta gọi là tài. À. Nhớ làm cho ta một bữa nhậu thịnh soạn nha. Rồi được rồi, à. Tôi đi buôn đi bán á, chú để tôi lo cho. À, thôi tôi để ta đi ạ. Ừ, đi đi lẹ lên. Ê khoan khoan, nó nghe, tôi về đi. Đừng để đây nè, đó, treo như vậy nè ha. Đó, ai thấy ông rẻ mua dùng tôi cảm ơn, đi. Thôi ta đi. Xa siêu bao, cày bao, nhìn dùng bao. Vậy? Nương nương có nhà không nương? Ê ê ê ê ê, cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, bà làm gì bà mang quá trời vậy? Ôi, mệt quá nương nương ơi. Sao? Wow. Nương nương. Cái gì? Ủa, trời sao nay nương nương đẹp dữ vậy nương nương? Đẹp không? Đẹp quá trời. Nương nương. Hả? Da nương nương xích gì mà đẹp dữ vậy? Đâu có xích gì đâu. Hàng ngày tôi đắp dưa leo không à. Ủa sao tôi đắp dưa leo mà sao cái mặt tôi kỳ vậy? Trời ơi, bà đắp dưa leo sao chịu nổi, bà đắp dưa hấu vừa á. À vậy á, nương nương. Nương nương, bữa nay nương nương rảnh không? Rảnh chứ. Có người đợi nương nương bên nhà tôi á. Vậy là có độ rồi. Ê, chết chết. Không được, không được. Sao? Bà ơi, nó nghe nè. Hôm nay á, có võ tòng là em chồng của tôi về đây thăm tôi. Nó phải sửa soạn nhà cửa đón tiếp em chồng, không có đi được. Tôi biết rồi, cái thằng võ tòng chứ gì. Ủa? Sáng tôi lên chợ huyện á. À. Tôi nghe dân làng người ta đồn tùm lum á. Đồn trời sao? Ơi, nó mạnh lắm nương nương ơi. Tay không mà nó bắt cọp đó nương nương. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Ủa, mà người ta nói á hả, cái thằng võ tòng này nè, nó là very very handsome. Nó different với là cái thằng võ này lan chồng nương nương. Trời đất ơi, tôi gặp hồi nào đâu mà tôi biết. Ủa vậy hả? À. Trời ơi, vậy là mừng quá rồi. Nhưng bà ơi, dạ. Nghe nè, làm gì mà tặng tôi nhiều quà quá vậy? Mà tính tôi thì cái gì tôi hay nể lắm biết không? Cho là tôi nhận, cho là tôi nhận à. Cảm ơn như bà nghe. Nương nương ngại thì tôi đem về. À, không, không, tôi nhận, tôi nhận. Dạ. Nè, cái này đâu phải của tôi nghèo thấy mồ làm gì có tiền mua mấy này. Của đại nhân Tây Môn Khánh tặng. Tây Môn Khánh tặng nương nương đó. Nương nương biết không? Sao? Đại nhân Tây Môn Khánh hả? Mỗi lần đi qua đi lợi thấy nương nương. Đại nhân Tây Môn Khánh nổi lòng tài gia. À, nổi lòng ái mộ. Cho nên nhờ tôi giới thiệu nương nương cho ổng. Mấy cái này là của ổng tặng nương nương đó. Cái gì đó, cái này gì đó? Nè. Đó, rồi. Nhục thung dung nè. Hải sâm nè, tắc kè nè, rồi đương quy nè, rồi ngầu phiến, á này của tôi. Lụa Tiền Hải gắm cho xin là của ổng không đó nương nương. Nhưng bà ơi, tự nhiên cái đại nhân cho tôi chi vậy? Trời ơi, đại nhân Tây Môn Khánh nói là nương nương dễ thương quá. Mà đại nhân Tây Môn Khánh là người giàu nhất cái huyện này. Của nương nương không biết ha? Không, nhưng mà ổng làm gì mà ổng giàu dữ vậy? Trời ơi, ổng có cả trăm cây xăng ở quận Cam này nè ha. Ổng có cây cả mấy chục trại hòm hen. Ổng có mười mấy hãng phân vậy đó nương nương. Trời ơi, em uổng phân, em uổng hòm quá. Vậy em là gái đã có chồng rồi. Ê, đâu có sao đâu. Ổng nói với tôi rồi, có chồng
chồng thì mặc kệ có chồng, còn viên anh ẩm anh bồng anh chương chương. Ổng cũng có vợ vậy chứ bộ. Vậy hả? Bên có chồng bên có vợ vậy một điều. Điều. Thôi vợ vậy ha. Sao? Bị kẹt cái độ võ tòng em chồng đó. Cái bà về bà nói lại với lại Tây Môn Khánh á là cho tôi cái hạn trễ trễ được không? Giờ nào? Cỡ à, coi như là chiều tà xuống là tôi tà tà tôi qua tôi phục vụ liền à. Bóng chiều tà là giờ thình. Vậy giờ thình nghe à, hả? Bây giờ tôi về ha. Rồi. Nhưng mà nè, đại nhân Tây Môn Khánh đó nói nương nương á vừa đẹp nè, vừa dễ thương nè, mà lấy nhầm võ đại lang á vừa già vừa xấu vừa bất lực nữa đó nương nương. Ừ, nhưng mà bà nói tôi cũng chạnh lòng á. Bà biết sao không? Hồi mà tôi mới đậu á hậu Long Beach á, thì xong tự nhiên tôi thèm ăn bánh bao, rồi ổng bán bánh bao, ăn có cái bánh bao mà dâng cả đời cho ổng vậy á. Rồi bây giờ tôi khổ quá, tôi muốn thoát ra dương bà ơi. Dễ lắm. Ở với chồng mà không có hạnh phúc á thì cái cách duy nhất là thuốc cho nó chết mẹ nó cho rồi đi. Hả? Tôi lỡ lời nha nương nương. Dương ba, tôi lỡ lời. Coi như tôi chưa nói gì hết á. Đừng bỏ quan mắt tôi. Dương ba. Đừng bỏ quan mắt tôi. Dương ba. Dạ. Tại sao Dương ba? Dương ba nói trễ quá vậy. Trời ơi, diệu kế. Làm tao hết hồn mà. Sao? Đây. Tôi là người hay làm phước lắm. Ừ. Tôi thấy ai mà có chồng có vợ mà không hạnh phúc mà chán chồng chán vợ hả? Tôi ra tay cứu giúp liền. Sao? Có đồ chơi liền. Đây. Sao? Cái gì? Đây, làm phước đây. Cái gì vậy? Đây là tử Hà Sa hen. Ừ. Một muỗng cà phê thôi hen. Ờ. Chai Viagra hen. Vậy là một muỗng cà phê thôi là sung sức cường thân kiện thể vô cùng. Tử Hà Sa. Đây là tử Hà Bá. Rồi. Cái này á hả, cũng một muỗng cà phê poison. Ừ. Cái này là thuốc độc. Một muỗng cà phê thôi Tào Tháo rượt chạy tới chết luôn. Dữ vậy đó hả? Nhớ nghe nương nương. Coi như là tử Hà Sa. Cái này là Viagra. Yeah. Cái này cho người mình thương. Yeah. Tử Hà Bá cho người mình ghét. Yeah. Tử Hà Bá này cho chồng uống. Đúng. Tử Hà Sa là cho những trai. Người trai trong làng. Thôi bây giờ tôi về ha. Rồi. Giờ nương nương, tôi nói nương nương nghe nè. Cái gì? Bây giờ tôi về tôi tránh mặt nha, để thằng võ tòng nó về á. Trời đất ơi, cọp nó còn đánh tôi nhầm nhò gì nương nương. Rồi tôi bà về nghe. Chết à nghe. Rồi. Ok, giờ tôi mai nương nương nha. Rồi. Tôi về tôi báo tin mừng. Nó không chờ tôi nghe. Rồi. Tử. Đoán không lầm là võ tòng phải không? Bị mới vô bắn tùm lum là biết chú rồi à. Còn tôi á, Phan Kim Liên, phu nhân của võ Đại Lang đi nè. Ê, cái này không phải Phan Kim Liên đâu đó nha, mà là Phan Kim Tây đó mà. Mới gặp phu nhân Kim Tây đâm nhói vào tim rồi đó hả? Giáo đồ võ tòng tham kiến đại tẩu Phan Kim Liên hả? À, dạ, mời ngồi. Để được khách sáo mà. Trời ơi, chú đi đường xa vậy có mệt không? Có cần nước giải khát không? Hay là lấy khăn lạnh cho chú nghe. Hay là chú có cần cái gì đậu phộng rang hay cái gì không? Ê khoan đã. Cái gì vậy? Quên, tiền tiếp. Tẩu làm giống sô gơ quá. Ôi. Hễ em đào lãng qua lãng lại là có tiền tiếp. Trời, nếu mà có tiếp thì phục vụ ân cần hơn. Chú ơi, từ triều đình về đây mà trời ơi chú đi gì lẹ dữ vậy? Đi bằng xe hả? Không, tao đi bằng cái này. Ồ, chở lông gà. Không, cái này gọi là tuấn mã của ta đó. À, tuấn mã đi hả? À. Thôi bây giờ như vậy nè ha, chú biết không, chú rộng rãi quá trời của đất luôn vậy đó. Hèn chi ha, danh tiếng chú cả cái làng cái xóm này đồn quá trời luôn vậy đó hả? À, thì ra là vậy. Ừ. Hèn chi lúc nãy tay mới vừa về tới lầu làng thôi. Ừ. Cả làng kéo ra lo ố ung sùm mà. Làm sao? La là kia cội, dễ tông vô đó mà. Là cái gì? Là có kìa, võ tông về đó mà. Chứ ngồi đi nghe. À, được rồi. Võ Đại Lang sắp về rồi đó. Tới giờ phút này không cần Võ Đại Lang nữa rồi. Trời đất ơi,
tại vì ta thật lòng thương thương mến cảm cảm đại tiểu thơ rồi đó hả? Thiệt vậy đó hả? Hèn chi Mạnh Tử có câu xa quê hương nhớ mẹ hiền. Trời ơi, chú có hiếu quá ha. Còn ta thì xa quê hương nhớ chị dâu. Chú này bất hiếu quá à. Bất hiếu cái gì? Dạ chú. Chú ơi, chú ơi, nghe làng xóm nói là chú sung sức dữ lắm phải không? Coi như chú có một mình chú tay không mà chú giết được cọp phải không? Nói tẩu tẩu đừng nói ai nghe nha. Đâu có giết được đâu. Con cọp bị ai bắn gần chết rồi. Chết đâu không chết. Chết với chân ta. Ta giác về đem về tới đầu làng. Cả làng tưởng ta là Võ Tòng Đả Hổ. Đặt ta danh hiệu là Võ Tòng Đả Hổ. Chứ ta không phải Võ Tòng Đả Hổ đâu. Ta là Võ Tòng Đã cái kia kìa. Chú này thiệt tình à, có duyên hết sức vậy đó à. Trời ơi, giá như mà tôi gặp chú trước á thì tôi đâu có thèm lấy anh chú đâu. Cái con ngựa này. Hả? Trời ơi, chú nói ai con ngựa vậy? Không không, con ngựa tự nhiên vợ trứng. Chú, con ngựa mà đỏ quét về chắc là cũng lên máu dữ lắm rồi đó. Ta còn lên huống chi con ngựa. Mà chú nè, à? Cho hỏi thăm câu được nữa không? Câu gì vậy? Coi như là chú đó với lại anh chú với Võ Đại Lang đó. Trời, anh chú thấy mà ghê à, còn chú thấy mà mê à. Vậy hai người có phải hai anh em ruột không vậy? Ta với Võ Đại Lang là hai anh em ruột. Nhưng mà cùng cha khác ông nội. Chú, ta rất là tiếc. Tại vì đại tẩu bây giờ dán đóng hồn rồi, biết đâu mà gỡ hả? Trời ơi, gỡ anh chi vậy? Cột luôn cho rồi đi mà. Lại đây. Có phải vậy không? Lại đây mà. Ai à? Ồ, đây là đại ca. Hiền lệ. Trời ơi, đại ca. Đại ca, lâu ngày không gặp, khỏe không đại ca? Ta vẫn khỏe. Ê, hiền đệ lúc này uy tín lẫy lừng quá nghe. Tay không chặt đầu cọp nha, ta được tiếng thơm lây đó. Phu nhân. Gì? Vô pha cho ta bình trà Thái Đức nha. Mang ra đây cho hai anh em đầu uống. Đại ca. Hả? Mới gặp đại ca chú uống trà Thái Đức tối sao ngủ? Ê, tối nay hai anh em mình thức để tâm sự chứ. Ồ vậy hả? Phu nhân. Vô pha nha. Biết rồi. Đi nha chứ. Hiền đệ. Hiền đệ ơi. Trời ơi, họ hàng anh em chết hết rồi. Còn có mình hiền đệ. Ta gặp hiền đệ ta mừng quá hiền đệ. Dạ. Thôi đi. Đi đâu đại ca? Đi. Đi, đi đâu? Đi. Đi về đi. Ủa? Sao về đây cả? Để ở đây ta nghi quá, không bảo đảm. Nghi gì đây cả? Thôi ta biết rồi, thôi đi về đi kinh. Không, đại ca ơi, em tính là về để chơi, mới đầu em tính là về để chơi 3-4 ngày mới đi. À. Nhưng mà về anh đổi ý kiến rồi. À, hay, về đi. Em ở đúng 9 tháng 10 ngày mới đi. Hả? À. Ở chơi mà đâu sao đại ca? À, sao vậy? Không được đâu. Nhà ta có một phòng mà, rồi đệ ngủ ở đâu? Trời ơi, đâu sao đại ca? Nhà có một phòng á, thì tối em biết chỉ ngủ trong phòng. À. Đại ca ngủ ngoài. Hey. Lộn. Đại ca ngủ trong phòng. À. Em biết chỉ ngủ ở ngoài. À. À. Yeah. À. Lộn. Gặp đại ca mừng quá em quên. À. Để cho chỉ ngủ trong phòng. À, đó. À. À. Em với đại ca ngồi ở ngoài. À. Uống trà Thái Đức ngắm chỉ ngủ. Không được. Sao vậy? Trời ơi, hàng xóm người ta dị nghị chết. Thôi đệ về đi. Dị nghị gì đại ca? Okay. Nhưng mà nói đại ca nghe nè. Công nhận đại ca hay hơn em nha. Rất được bà đã quá ha. Nhưng mà tội nghiệp. Có tật. Ai? Không có xương sống. Đứng nói chuyện với em lạng qua lạng lại vậy nè. Không phải. Vợ ta mê nhảy đầm lắm đó bà. Trời ơi, bây giờ ta. Thôi đại ca ơi, tướng đôi cam thấy hết xí quách thì sao chịu nổi bà? Sao để biết ta hết xí quách? Trời ơi, cả kinh thành ai cũng biết hết rồi đó. Cả kinh thành biết sao ta không biết? Nhưng mà tao không biết mà tôi biết nè. Phu nhân. Chú cầm giùm cái ly đi chú. Đại ca. Mời chú. Tiếp nữa. Ai phục vụ ta tiếp là quen rồi. À uống đi hiện đại. Dạ. Thôi được rồi, đủ rồi đó. Hàng nguyên vậy được rồi, thôi đi đi. Chú để tôi lo cho. Tôi nói rồi, đi buôn đi bán đi. Chó để tôi luôn. Hả? À, không, chú để tôi lo. Hiện đại ơi. Dạ. Giờ ta đi nha. Dạ. Hiện đại ở nhà chơi với đại nương nha. Dạ, thoải mái. À, phu nhân. Vậy? Ra nghe ta dặn mà. Ôi, khép chân vô coi. Ta đi bán á. Ừ. Ở nhà. Sao? Không được để cho thằng nào nó dê nghe không? Dê quá. À không, ta lộn. Gì nữa? Nàng ở nhà không được dê thằng nào nghe không?
Hiện đại. Ra đây. Dạ dạ. Đây ca, đây ca, đây ca. Đưa đây nè. Sao đây ca? Ở cái nhà của đại ca đó. Dạ. Cái nào ăn là ăn, cái nào cúng là cúng. Nhớ không? Dạ nhớ. À. Cái nào ăn là ăn. Đúng. Cái nào cúng là cúng. Đúng. Cái nào chặt được thì chặt. Hả? Không, giỡn. À, dạ. À, thôi ta đi. Thôi mà thôi đi theo ta đi. Sao vậy? Không được đâu. Để nhà người ở nhà là ta không yên lòng nhắm mắt. À, ta không yên lòng đi bán. Thôi dạ. đi theo ta. Đi. Đại ca. Đi. Thôi đại ca đi trước đi. Ừ. Đi đâu vậy đại ca? Đi bán bánh bao. Nữa. Đi theo ta. Đi trước đi đại ca. Đại ca đi trước đi. Đi nhớ trước. À. Để em lo. Nhớ ta dặn không? Ăn là ăn, cúng là cúng. Ta đi không? Dạ. Mà chắc không? Chắc đại ca. Nghe nhớ ta dặn nha. Em đi theo. Ta đi. Dạ. Cái ông này tối ngày ra lượn lo bánh bao mà ở nhà có hai bánh bao không chịu lo. Đại ca chào em đi nữa mà. Ủa nó mất tiêu rồi. Trời ơi lẹ đi đại nhân. Trời ơi lùng sao đi lẹ dữ vậy bà. Ngồi đây đi. Trời đất ơi tội nghiệp ghê vậy đó. Sao mà run rẩy dữ vậy. Mới có 28 tuổi mà tưởng như 82 tuổi vậy đó. Ai nói bà hai ta 82. Chứ gì? 28 chứ. Sao run dữ vậy? Tại là tối hôm qua ta tới Hồng Lâu Mộng á để xả. Xả gì? Xả dao. Trời. Bà chị làm ăn với mấy ông quan lớn trong huyện mình đây nè. Bị thức cả đêm á cho nên ta mới run dữ vậy chứ. Bình thường ta đâu có tệ dữ vậy. Tội nghiệp ghê vậy đó. Nè. Sao? Đã biết sáng nay đi gặp Phan Kim Liên rồi còn đi xả dao chi cho run dữ vậy? Bây giờ đại nhân ngồi đây nha. Tôi kêu Phan Kim Liên ra đó nha. Mày khoan Dương bà. Gì nữa? Cầm giùm con chim của ta chút câu đi. Trời, cầm cái lồng chim mà nói làm ta tưởng. Bà thiệt tình. Nương nương. Nương nương. Hả? Trời ơi, nghe thấy giọng sao chắc chuyện không lẩu bà ơi. Sao vậy? Rút rút giúp giùm. Xăm. Không phải bên này. Cái này cái gì? Xăm cao ly. Rồi ngậm liền đi. Trời ơi nghe cái giọng dạ không đã thấy ngậm xăm rồi à. Dạ. Chào Dương bà. Dạ. Dạ em xin chào. Chào cụ. Hả? Trời. Trời đâu có phải đâu. Nói nghe nói nghe. Sao tự nhiên Tây Môn Khánh đâu đưa ông nội Dương bà tới chi vậy? Ây da, đâu phải đâu, cái này là đại nhân Tây Môn Khánh đó nương nương. Đại nhân trời Tây Môn Khánh hả? Coi vậy chứ mới có 28 tuổi hả? À, vậy hả? Vậy thì chào lại. Dạ. Chào anh. Dạ, tại hạ Tây Môn Khánh, đệ nhất phu dâm. Hả? À không, đệ nhất phu dê. Chứ trà lộn. Thôi được rồi, bỏ nó đệ nhất phu gia. Dạ. Xin hân hạnh ra mắt cô nương. Dạ. Dạ, còn tiền nữ đây là Phan Kim Liên. À. Á hậu Long Biết. Hả? Cái gì vậy Dương bà? Yến Yến, nước miếng Yến. Thôi. Kim Yến. Dạ. Dạ, xin ra mắt đại phú phú dạ. Phú gia. Phú gia, nói chậm có tài lộ. Trời cái gì đây nè? Uổng chim của ai vậy? Chim của Tây Môn đại nhân đó nương nương. Trời ơi, con chim dễ thương quá, cho lời chút được không? Đừng lời nó sợ. Con chim này nó ngộ lắm nghe không? Nó không có biết bay biết khốt, mà nó biết bơi biết lội. Ở bên Tàu á nó kêu bằng con chim đa đa. Còn ở Việt Nam mình nó kêu bằng con vịt. Lớn nhá con, lớn lẹ lẹ để ta còn đánh cái canh để nhậu. Đại nhân Tây Môn Khánh á là người rất là yêu mến chim, rất là thương súc vật. Trời ơi, ở nhà đại nhân Tây Môn Khánh đó nghe nương nương. Trời ơi, nuôi cả trăm cả ngàn con chim đủ loại vậy đó. Ồ, có nghĩa là đại nhân thích nghe tiếng chim hót có hơn. Ví dụ như là Ủa, hồi nãy lúc đầu là tiếng chim hót, lúc sau là tiếng con gì vậy? Dạ, thì lúc đầu là tiếng chim hót. Cái về sau nó là tiếng con vẹt đó. Đúng rồi, vẹt rồi. Vẹt rồi chắc bị xỉm. Đúng, tuy ta là một đại phú gia nhưng ta rất là yêu nghệ thuật. Sáng nào cũng vậy, ta đều ngồi sau giường uống sữa dê mà nghe chim hót. Mà hễ con nào sáng hót hay á thì trưa chiều người ta bắt nhổ lông đem roti để nhậu. Nương,
Đại nhân Tây Môn Khánh á, trời ơi, chẳng những nhà giàu nha, mà còn văn học nghệ thuật, văn hay chữ giỏi nữa. Mày nói đó hả? Thơ đường, thơ muối vậy đại nhân thuộc hết trơn hết trọi á nương nương. Vậy đó hả? Thơ đường, thơ muối thì ta không biết, nhưng mà ta rất là mê thơ của Tê Tê ca hát. Ví dụ như là người ấy thường hay vuốt tóc tôi, tóc tôi mắc rộng, vuốt hoài chỉ rụng tóc đi thôi. Hay quá. Bà bảo rằng tóc giống như tim gãy. Gì vậy? Em sợ tình ta cũng gãy đôi. Trời ơi, mà làm gì mắc mà chết dữ vậy bà? Bộ tính dê tôi hả? Mà đại nhân thấy tôi ngâm hay không? Không hay. Hay hết đi nhân. Không, đại nhân ngâm hay quá. Còn mẹ này hơi bị đơ đi ra. Trời ơi, đại nhân bây giờ nương nương. Gì vậy? Trời ơi, tôi còn một bài thơ này hay lắm, không có nơ, để tôi ngâm cho hai người nghe nha. Sao? Thôi bà, thôi đủ rồi. Gì vậy? Nhiệm vụ của bà đây là chấm dứt rồi, nghe không? Thì đúng rồi. Làm ơn giọt lẹ để tôi cùng làm ăn nữa chứ. Tiền hả? Tiền người ta không có đâu, người ta có cái này nè. Gì vậy? Chờ chút, nhét kỹ quá vậy? Nè. Gì vậy? Ngầu phiến phơi khô. Gì vậy? Về sắc thuốc uống cho nó khỏe. Ra ngoài canh chừng giùm tôi. Vậy cũng được, nhưng mà nè, tôi nói đại nhân nghe nha, có ngâm thì ngâm cho lẹ lẹ hen. Có dê thì cũng dê cho lẹ lẹ nha. Để thằng Võ Đại Lang về là trào mất họng nha. Bây giờ tôi ra ngoài tôi canh đó. Đừng có lo nè. Sao? Chừng nào nó về nhớ ho mấy tiếng báo hiệu nha. Ok, sure. Đi đi. Đi nha. Liên em. Mô man. Trời ơi. Ủa, về lẹ dữ vậy? Sao về lẹ vậy? Chỗ nào vậy? Cái gì? Không có. Cái gì vậy chứ bà? Cái gì vậy chứ bà? Sạc thuốc lào. Trời. Bây giờ tôi ra tôi canh nó nghe. Rồi. Trời ơi, bà này làm tao hồi hộp quá. Nó nghe nè. Thôi đại nhân ngồi đây đi. Trời ơi, làm cái gì mà rụng tùm lum tùm la vậy đại nhân? Gặp người đẹp mà nó rụng mà. Vậy hả? Đại nhân. Gì? Khỏe không? Khỏe chứ sao không khỏe. Đi từ đó tới đây có mệt không? Mệt chứ sao không mệt. Có cần khăn lạnh không? Cũng cần chứ. Đậu phộng nóng không? Càng luôn. Ủa, nãy giờ nhắc hoài mà sao thấy thiếu vậy? Thiếu gì? Tiền tiếp. Này tiền lì xì mấy đứa nhỏ cho nàng hết luôn. Trời ơi, vậy mới sành điệu chứ. Đại nhân. Ừ, nè. Ta nói cho nàng nghe. Bỏ cái thằng chồng tật nguyền yếu đuối của nàng đi, nghe không? Sao vậy? Lấy ta đi. Nàng muốn cái gì á là có cái đó. Mà nàng muốn cái khó đó thì ta cũng chịu. Ta khỏe mạnh như vậy nè. Nàng không lấy, nàng đi lấy thằng vậy nè. Ê, ôi, trời, đại nhân, đại nhân. Đỡ môn vậy Liên ơi. Đây, đây nè, đây nè. Sao hoạt động chút xíu mà sao mệt quá. Trời ơi. Trời ơi, tôi chết rồi. Lấy dùng xăm. Xăm hả? Ừ. Trời ơi, xăm. Trời, cái gì dài thon vậy nè. Xăm qua kỳ. Xăm qua kỳ dài hơn xăm câu ly. Trời. Chút là tỉnh liền. Xong chưa? Ta nói cho nàng nghe. Sao? Ta có 5 cái trại hòm. Ừ? Cho nàng cái. Còn lại 4 cái đó, nàng coi bà con cô bác của nàng ai cần á, ta tặng luôn, không có lấy tiền. Thôi, em không muốn lấy hòm đâu, kỳ cục quá em không có lấy hòm. Trời ơi, hòm cho không biếu không mà chê nè. Thôi. Trời ơi, hòm mà chê. Thôi thầy vậy nè. Sao? Ta có 10 cái hãng phân. Ta nói thiệt, ta cho nàng cái. Nói thiệt với nàng nha. Phân của ta là ăn cho tới đời con, đời cháu cũng không hết nè. Con kia là có 10 cái. Thôi, đại nhân có 10 hãng phân, cho em cái em ăn không hết. Còn 9 cái hãng phân, đại nhân ăn quá nhiều hèn, chứ cái mặt đại nhân ta nói vàng khè. Mặt ta vàng là tại vì ta đau gan, chứ không phải tại ăn cái đó. Vậy hả? Thôi ngồi xuống đi nè, tụi mình điêu tiếp nè. Giờ dày nghe. Hai hãng hòm, 3 hãng phân được không? Vô trong. Bao nhiêu cũng được hết đó. Ừ. Không có ai lại đây ngồi gần cái đi. Trời ơi. Có gì đâu mà giữ. Hả? Vậy. Sao vậy? Không, làm lại. Hả? Gì vậy? Đại nhân ơi. Đại nhân làm gì mà đầu gối mềm xèo lỏng le ngủ không được vậy? Chỗ chắc không ngồi, ngồi chỗ lỏng chi vậy? Chỗ này chắc nè, bắp dế nè. Ngồi đi, ngồi đầu gối chi lỏng. Trời ơi, bắp bánh bao mà sao da nó lạnh như là sushi. Anh nói cho em nghe. Hả? Lấy anh đi.
Rồi hai đứa mình như hai con vệt vậy đó. Đi bộ tới vạn lý Trường Thành để honeymoon. Rồi từ đó thẳng qua núi Sam Châu Đốc ăn bún mắm. Trời. Rồi tụi mình sẽ... Lý tưởng quá ha. À, sao? Tây Môn Khánh về, Tây Môn Khánh về. Thôi đừng có giỡn bà ơi, để tao yếm mà. Trời, Tây Môn Khánh về thiệt mà. Tây Môn Khánh ngồi đây mà với bà. Ô quên, trời ơi, Võ Đại Lang. Hả? Đại Võ Đại Lang về. Sao bà không ho? Bây giờ ho nè. Trời ơi, bây giờ sao? Giờ sao? Bây giờ về chứ sao? Về hả? Con chim của tôi sao? Cái đầu ông mà. Cái đầu ông nào cũng lo, chim ông để tôi lo cho. Đi. Chết rồi. Liên ơi, nhớ nha Liên. Rồi. Hồn thân của môn nha Liên. Rồi, bố về đi. Làm cái gì mà về sớm dữ vậy không biết nữa. Đây là đau quá phụ nhân ơi. Cái gì? Cái gì đây? Ta đi bán. Đưa đường, đói quá. Ta lấy cái bánh bao ra ta ăn. Rồi. Ăn mới được có nửa cái. Rồi. Đau bụng quá chịu không nổi. Bây giờ phụ nhân có thuốc gì cho ta uống? Đau bụng phải không? Đau quá. Thuốc hả? Có thuốc. Nhà này làm gì có thuốc men gì, đau bụng thì rắn mà chịu. Thuốc. Đau quá phụ nhân ơi. Thuốc. Trời ơi chàng ơi, em có thuốc rồi. Em có thuốc để cho chàng. Ngồi đi chàng. Ngồi đi nghe. Em vô nha. Em pha cho chàng thuốc cho uống nghe. Thôi xa chiêu bao, cày bao, nhìn đùng bao, nhà đâu anh vô đi gặp Tào Tháo. Tử Hà Sa, Tử Hà Bá. Rồi chồng. Có chưa phụ nhân ơi? Cho Tử Hà Bá. Tiêu chảy chết luôn. Chàng ơi. Thuốc này chàng. Rồi đây sao phu nhân lo lắng cho ta quá vậy? Em là vợ hiền mà. Chúc thượng lộ bình an nghe. Thank you. Đi cái đường đó là không có kẹt giao thông gì hết trơn á. Trời ơi, tao chết sớm dữ vậy trời. Cái gì vậy? Trời ơi, phụ nhân ơi. Cái gì? Phụ nhân. Phụ nhân đẹp quá phụ nhân ơi. Ôi. Ta chờ ta đi tắm đó. Hả? Dương Ba. Dương Ba ơi. Dương Ba. Sao? Dương Ba thấy rõ rồi ha. Thấy. Cho uống Tử Hà Bá. Tự nhiên cái xỉu. Bật lên cười sằng sặc như một thằng điên. Sau đó đòi đi tắm có nghĩa là sao? Có nghĩa là đã chết queo ở trong rồi. Thố khám là nó nực cái nó vô nó tắm nó chết rồi. Vậy hả? Bây giờ tôi về tôi báo tin mừng cho đại nhân Tây Môn Khánh biết. Dạ. Rồi. Trời ơi nhưng mà chết rồi. Tôi giết chồng tôi sao? Tôi giết. Đại tẩu. Tôi giết. Đẹp trai quá, tôi chết mẹ cho rồi nhanh. Tòng. Đâu rồi? Tiêu rồi. Tiêu rồi hả? Bây giờ Tẩu với Tòng tới Thiên Thai nghe. Tới đâu tới liền. Bây giờ làm sao? Chờ chút xíu nha. Chờ uống nước giải khát đã. Chu đáo quá. Thôi. Tử Hà Sa. Chinese Viagra. Tòng. Ý quên. Cái gì? Tiền tiếp. Em nào phục vụ là tòng cho tiếp liền. Trời. Xong chưa? Rất là. Trời ơi, Tẩu ơi. Bây giờ trước mặt Tòng, một Tẩu, hai Tẩu, nguyên chùng Tẩu. Bây giờ ta muốn đi chút xíu. Cái gì vậy? Sao? Trời ơi, chưa, còn cái độ võ Tòng kêu uống chờ chút đi. Mà nương nương cho uống cái gì vậy? Hả? Nương nương cho hai người đó uống cái gì vậy? Còn cái độ võ Tòng nữa chờ chút đi. Trời đất ơi, ta lỡ ăn hết hai củ sâm rồi. Hả? Bây giờ sao? Bây giờ nương nương bận quá, ấy tôi đỡ không đâu sao đâu. Hả? Bà hả? Tôi thế cho. Thôi để tôi ngồi chờ sướng hơn. Dương bà ơi, nhưng mà tôi nói Dương bà nghe nè, Dương bà biết sao không ha? Coi như là tôi cho chồng tôi Võ Đại Lang á, cái gì uống Tử Hà Bá.
thì bật lên cười rồi vô tắm. Còn cho Võ Tòng uống tử Hà Sa, tại sao đang tính muốn rồi cái bụng bụng đi vô nhà trong là sao? Đâu cái nào đâu nướng nướng. Trời ơi, tôi chết rồi. Đây nè. Tôi chết. Đấy phải không? Đây là tử Hà Sa, đây tử Hà Bá đúng không? Trời ơi nương nương ơi, đây là tử Hà Sa, đây mới là tử Hà Bá. Nương nương ơi, nương nương cho uống lộn thuốc rồi. Tôi chết rồi. Lộn thuốc hả? Do sao? Đâu biết sao đâu. Tẩu ơi. À? Xong rồi. À? Rất là thoải mái nhẹ nhàng là tẩu. Lộ. Bây giờ ta muốn. Lộ. Đi nữa. Trời ơi, cái gì vậy? Cái bà này lợi dụng quá. Bây giờ sao? Lộc không biết sao đâu. Phương Nhân. À. Sao Phương Nhân đẹp quá vậy? Hả? Trời ơi Phương Nhân. Hả? Cái gì vậy? Ai vậy? Phương Nhân ơi. Chết rồi. Trời ơi Phương Nhân ơi. Phương Nhân ơi. Ơi Phương Nhân. Phương Nhân. Ai đấy? Dương bà già chơi luôn. Trời ơi Dương bà ơi. Ôi. Ôi. Đứng lại. Ai đây? Tây Môn Khánh chơi luôn. Ôi. Gì vậy? Để nha. Ai đây? Để chơi đệ luôn đó. Có số đào hoa nhắn mấy anh chồng vợ hai vợ ba, có chơi thì chơi cho khéo chớ quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là vợ ghen. Ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quản thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa. Quản thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce & Gabbana, mà D&G là đánh ghen Corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ông nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ông về. Mà đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui mà mấy ông không bỏ tật dê thì thôi cho mấy ông đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi mời vô, có khách rồi. Mời vô, hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền. Nè, có hai người phụ nữ nè. Cái người mà cái mặt già già xấu xấu mà nhăn nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cười giờ chồng bỏ. Cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt ranh chồng là chắc chắn rồi, em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Ừ. Nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả? Tôi nói câu này ra ai cũng la trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái.
Oh my gosh, rất là trời đó. Trời ơi, còn thông dịch nữa hả? Ừ. Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở đâu mà vô gặp tôi làm chi? Không phải tôi, má kia. Hả, cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? À, dạ đúng cái rồi. Gì vậy mày, làm gì mày sợ vậy? Tôi là như bạn vô này mày xuống tông làm hết hồn cái chứ à. Rồi bạn nhưng mà lũ kha lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen nó hại sức lắm đó. Nó ghen đó. Thôi thôi thôi, bỏ xuống dùng cái coi. Bỏ xuống đi. Trời đất ơi. Gì vậy? Em ơi. Nó. Trời ơi, mặt mũi vậy? Tướng tá vậy? Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em rồi đó. Không, ý gì nè, ý chị nói là già xấu như bà này chồng bỏ chị không tức. Mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức biết không? Cái gì? Hả? Nãy giờ có nói tôi già hoài là sao? Bà không nói tôi già mà bị tam tai hả bà kia? Cái gì vậy trời ơi? Tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Tự nhiên vừa phải thôi chứ. Ôi, thôi nè, thôi mà. Cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình, mày nhớ không? Ồ, tao cũng thấy cái quen quen. Cái con quỷ đó, nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên. Đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lợm. Đúng rồi. Trời đất ơi, ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn mới biết tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và bà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lụm, tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Là ba đứa lạc tông quá cho nên lạc nhau. Trời ơi tụi bay gặp lại mừng quá, mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, ta không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, ta nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm, thấy chưa? Quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không? Mày sao? Quê quá. Quá tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao? Trời ơi, chồng con rồi mà diễn cho ai coi mẹ ơi. Thấy không? Thấy sai lầm không? Thấy sai lầm chưa? Càng có chồng càng diễn. Đừng diễn cho mấy chả, mình diễn cho mình biết không? Còn chị Trinh, tao cũng vậy phải không? Không thay đổi tí xíu nào hết. Đẹp hơn hồi xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn Trinh á thì là coi như là em không có tin. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó. Sao vậy? Chị không nhớ hả? Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị hết trơn á, tại vì dữ quá. Cái gì mà dữ vậy, mà dữ vậy, cứ dữ em có dữ quá gì? Chị bị dữ. Còn mày, mày hiền quá. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn không mà tôi hơn bà, tôi hết rồi. Vậy hả? Tôi hơn bạn bậc à hả? Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng nhưng mà em có người yêu. Chồng chi đó, chồng như thế không, thấy khổ ghê không đó. Chồng thôi, là chi em nói chị nghe nè, nó nghe nè, người yêu á thì còn có người này người khác. Chồng nó còn kiểu nó ra đời nó gặp gái nó thân thớt nói cười, nó về nó nhìn vợ như kẻ thù vậy á. Sao tao không biết vụ đó? Thôi thì mày có thôi. Kinh nghiệm đâu. Thôi Lụm ơi, tao nói mày nghe nè, bây giờ tao cái gì mà Lụm vậy trời ơi, tao đâu có quăng gì đâu mà mày Lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi. Tên gì? Tụi bay biết Nicki Minaj không? Biết. Con nhỏ rap đúng không? Rapper đó phải không? Tao nhìn mày, tao nghĩ mày muốn chồng dữ lắm rồi đó. Bà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Nicki Minaj. Còn xin tự giới thiệu, em là Nicki Milu. Tao nghe tên đó tao muốn thảy cục xương cho nó vậy. Sợ. Cái gì vậy? Nè, bà vô duyên á nha, bà làm tôi như lặng chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu Milu đó. Vô duyên à? Thôi nè, tao nói mày nghe nè, cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ dị hoài tên của người ta mà mày kêu dị kỳ lắm. Đúng rồi, tao tỷ là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên Lụm đi. Mày kêu Lu Lu nó còn giống con chó hơn nữa. Trời ơi. Tao vô đây mời vô. Tao rối lên hết trơn. Giờ mày đã rồi sao đó, mày kể tao nghe coi. Ở đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày sao mày gia đình, chuyện gia đình sao? Giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Thấy đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chồng tôi chết là tao. Tao nói đi mày. Cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy? Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen, nó lộn lộn, nó ghen, nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao? Nó làm như thiên nga vậy, chết cho mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết đó. Mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây, qua đây. Qua đây, nó té.
Trời ơi sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Vậy hả? Chú tự lót vậy không sao đâu. Mày mày vẫn nó đánh ghen sao mà nó xỉu hoài sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen mới ra khỏi cửa xỉu. Mày biết tao làm gì giờ? Sẵn có ba đứa con nó ở nhà. Tao rủ đánh sạch xám. Trời. Đánh bài, đánh ghen không thấy, tao thấy đi đánh bài, tao rủ đánh bài. Không có nó tỉnh dậy mày mới không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi, cho nó dơi sầu. Hỏi đi, hỏi giờ hỏi. Hỏi chồng con nó đi. Hỏi bà nè. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này tao nói như là cái hạm nhà binh vậy mày ơi. Tao nói nay con này mai con kia. Tao nói trời ơi, gặp nó là già trẻ bé lớn không cần biết. Nó gặp là nó hốt, nó gặp là nó hốt hả mày? Mr. Vacuum nó phải không? Hút bụi đó mày. Hút bụi đó phải không? Sao thấy quen quá. Thôi vậy đó hả? Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt với bồ của chồng của Thủy chưa? Tao gặp mặt tao kiếm mày làm chi? Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt. Có. Ngày nào cũng theo dõi trơn á. Có bữa sắp sửa gặp tới một mục tiêu rồi mày biết không? Cái tự nhiên nó xỉu. Trời, tao làm gì? Tao phải lo cho nó mất mục tiêu. Chết rồi, thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Là chuyện của nó. Tự tỉnh rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Rượu đâu liễu. Rồi uống rượu quen thói quen, thói quen thôi. Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha nha. Thôi sao đây? Giờ mày xuống đây ráng mày giúp tao mày đi lận. Đúng rồi, mày xuống đây nè. Bây giờ mày, tao nói mày nghe bây giờ á, ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì, từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ, chồng tao là PT, là professional training, cho nên sáng nào á ổng cũng đi tập cho người ta, từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà ăn cơm tắm rửa sạch sẽ xịt dầu thơm, cái là 9 giờ tối cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ổng tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Trời, cô này nó ngu ghê đó. Chồng tập thể dục mà 9 giờ tối đến 3 giờ sáng mà nó tin, nó hồi ngu ghê vậy đó. Thôi giờ vậy, ông nói mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn chồng, bồ và mày. Ba người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì? Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì? Phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi coi là ăn sáng như vậy thì cái cô bồ của nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy tại sao mình nhào vô làm gì, tự nhiên người ta rút lui đó, cái người đó là người biết điều biết không. Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa ăn chiều rồi chủ yếu là món ăn tối nữa, mày gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi, vậy là bà là không người biết điều. Thôi thôi, cách này không được đâu mày ơi. Không được hả? Ừ, tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống là tao nói nghe. Thôi giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động biết không. Bây giờ có cách vậy, tao chỉ với mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có. Nè, điện thoại nè. Rồi đây, mày có cái gì ha, đây có cái app nè ha. Cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó, số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó, mày nhấn nút này đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích. À, chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó, thấy chưa? Ồ hay vậy hả, miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Dạ. Vậy ở đây có ai có số phone của anh Quang Lê không? Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở bờ chăn gà nè, chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả, chút mình ra mình kiếm ảnh đó. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi hai ghế mà ba cái máy là Quang Lê á. Như tao thấy cái này nhúc nhích rồi mẹ ơi. Đúng rồi. Nhúc nhích rồi nè. Chồng mày đó, chồng mày đang đi đó. Cái này nè, nó sẽ rõ ràng, thấy chưa, mày thấy không? Đó đó, khung cảnh này đó đó. Ủa trời, nhúc nhích rồi. Ủa sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Cái quán cà phê xéo văn phòng tao nè. Ê, tao thấy rồi, thằng cha Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ôi chồng tao. Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Cho coi hình được không? Nè, hình nè. Trời ơi, cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao có gì kỳ cục vậy? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Tại sao? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu. Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết rồi chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn thôi, tao chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra chết rồi. Này sao Liễu, chắc tao xỉu đâu, tao xỉu. Đừng xỉu. Đừng xỉu. Đi vô nhà.
đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì, nó làm không tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Rồi vô nhà để tao đi, tao đi với mày. Để nó xử. Để nó xử. Tao tin mày đó nghe. Rồi rồi, tao xử. Sao kỳ cục vậy? Trời ơi. Minaj! Minaj! Baby! Minaj! Hello! Hey! How are you? Thể thao chưa? Thể thao không phải khoe hàng. Thể thao cho khỏe bế nàng đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh xơi mỗi ngày. Hello everybody. Hello Minaj. I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I need you. I love you. I love you too. Hey, hey. Ai da. Baby. Yeah, em đỡ anh vậy em. Hả? Dạ bị giật bẻ rồi. Giật bẻ. Giật bẻ, giật bẻ, giật bẻ, giật bẻ, giật bẻ. Tập cho cố vậy. Kéo lên. Được chưa? Tập vừa vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không, mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra hai cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ, cái đó khó lắm á. Ôi, tôi nói tuần vừa rồi có một khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái cân hình, thân hình giật 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 cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi. Thiệt em... Bây giờ happy lắm. Trời, cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. Hả? À? Em chưa uống hết một ly mà hi hút hết ba thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. À. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quốc tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê cái quá. Tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá. Nó nghe nè, cái chương trình đó bây giờ trời ơi, Lê nó so happy. Giới thiệu qua cho người bạn nữa, thì còn một cái chương trình nữa. Dạ, dạ. Dương tới tương lai. Là sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giòn. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm. Bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ hai người tập một lúc và hai người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người... Rất thành công. Được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá, ai vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ, Việt Hương với Thúy Nga. Hai đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi, em biết sao không? Dắt ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi, mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Anh nói chơi thôi, miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Trời ơi, cái gì anh nói cũng được hết trơn hết trội á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông. Ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? Làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Nhà em có con chuột. Chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này không sao đâu. Dạ. Chuột làm hết hồn hết. Dạ. Thôi đừng có lảng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới, bận rộn sao? Em yên tâm. Kể từ bây giờ anh ta sắp xếp giờ rồi, 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái tiếng gì em? Dạ, con mèo, hồi nãy là con chuột giờ con mèo. Trời, nhà em nó có mèo. Súc vật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry, anh nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Thấy mình kêu pest control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện anh ơi. Em làm á? Có dạ. Nói nghe nè baby, trời ơi, cả tuần lễ anh không gặp anh nhớ em quá. Ngồi đi đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi, em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là gọi anh tập là để làm gì? Lo cho mẹ già và ba đứa em. Mà ba đứa em đang tuổi mới lớn, mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ già ăn hơn nữa. Trời ơi, mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em, bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm, cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Phải, đừng có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được rồi, cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè, em vô nha, em sửa soạn phòng ốc nha. Em chờ anh nha, đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Này, tăng 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 tăng. Quà gì? Eye gel. Oh, eye gel. Yes. Cái này anh mua cho mẹ già mà mẹ già không có thích.
vậy à? Dạ, nước sơn mới của iGel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của iGel nha. Vậy đó hả? Bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây có cái máy LED luôn nha, cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn màu sơn này nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này về sơn nhà, trời chắc ai chơi chúng mánh quá. Vậy vậy nên bán mới nhiều nữa anh ơi. Thôi được rồi, để em quan vô trọng em sẽ... cái gì? Là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi, em thích quá, em thích áo đầm, em thích áo đầm. Anh em thích, nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đầm này hơn em á. Bậy à. Tôi thấy anh sung sướng quá. Không có. Gì hả? Tặng cho Vivi. Cảm ơn anh, để lại em thay liền. Tất thay liền nha. Ừ. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà cứ đòi vô trong hoài? Cái quan trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy, anh tiến bộ như vậy? Trời ơi, ghê quá à, anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Giường em nó cũng không có cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm cái gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. À, trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Trời nè ơi. Mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá. Còn em trần tục quá. Em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ là hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi. Cái còng là hai đứa mình khóa lại với nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi coi. Đà. Đó. Dễ thương quá. Được rồi. Đó. Được rồi. Em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái này cho em là dạ. Đó. Dễ thương quá. Vô. Được chưa? Búp. Đó. Rồi hay. Bây giờ chói anh với chói em đây, lại. Em thử chói anh coi nha. Dễ thương quá anh ơi. Chà, thôi bây giờ để em vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn. Đây nè, nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đợi em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng vậy anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây thử nó có chắc hay không. Chứ chói hai người rồi sao em mừng gì hết. Đó, vô nha. À. Đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng để em ra nghe anh nha. Bận cái I love you, em bận áo để em ra liền nha nha. Thì cười. Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái xứ hoang dã luôn á. Kế bụi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vừa phóng vô phóng ra sao cái tướng khác vậy ta. Em vậy gì liễu vậy? Chị đi với ai tới đây vậy? Tao giận má tao đi chơi. Rồi má chị đâu? Ra đi má ơi. À, hết hồn tắt bò hơi luôn á. Nó nghe nè chị Liễu. Vậy chị chơi xấu gì chị Liễu? Xấu gì? Chị có má đẹp, cái tướng ba đầy ngon vậy sao đó giờ ổng dắt ba nhà em chơi. Đó là quỷ mà, nhìn kỹ đi. Má nè. Thủy. Thủy gì? Vợ. Vợ gì? Mình ơi, ủa mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ mình, cho anh mình, nữa. Mình nghe anh giải thích à, anh có nỗi khổ. Đó, mấy ông đàn ông nha. 10 ông vô 11 ông à, quậy banh cái gia đình luôn á mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh. Đúng không vậy trơn á. Em ơi, nghe anh giải thích em thật anh. Bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa. Nha. Nè, đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Học đúng là như vậy, tại vì thật sự là anh. Nè, tôi nói cho anh biết, từ rồi sắp lên, tôi sẽ sống cho tôi. Đúng rồi. Thủy. Đừng. Ủa? Ồ. Hello cả nhà. Vô đây. Ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em. Vợ tao mà em hả mày? Vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Thôi. Vợ. Dùm ơn. Baby. Cố lên. Dùm ơn. Baby. Ra khỏi chỗ này được không?
Được, em muốn đi đâu anh chở em đi miễn phí. Hả? Trời ơi. Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hai, cố lên. Sống cho mình nha. Dạ. Vợ Minh, Minh. Chị Liễu nói em tiếng đi, chị Liễu. Nói gì đáng đời lắm. Xin chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh, em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Em có nhớ anh không? Trời, anh Quang Lê ai cũng biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con đại bàng của lòng anh. Hay quá. À. Em mừng quá. À. Giờ đưa em như... đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi hay là mình đi cái máy nha? Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ. Anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi, em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá. Đi ha. Đi. Bye bye. Vô nhau thần thôi. Đó. Rồi đó. Cho anh đứng yên cho đây. Tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ có một mình anh thôi. Mina. Hát. Hát cái gì mà hát? I wanna go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Con chết luôn. Đứng ở đó đây. Nhìn đây. Bye. Ê. Trời ơi. Không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Hết. Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời. Đứng nó luôn đi, đi vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Đứng nào. Đứng đây. Chìa khóa lắm. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty.